có hai nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng rụng hoa rụng quả trên cây bưởi diễn. Thứ nhất là do rụng quả sinh lý, là do thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các dinh dưỡng thiết yếu như trung lượng và vi lượng. Khi đó thì hoa và quả sẽ rụng cả cuống. Thứ hai là rụng hoa rụng quả do cây bị nhiễm nấm bệnh, gặp các điều kiện bất lợi từ thời tiết. Nếu kết hợp với việc mất cân bằng dinh dưỡng, thì hiện tượng rụng hoa và quả non sẽ diễn ra phức tạp hơn, khó kiểm soát. Tỷ lệ rụng có thể từ 70 đến 80%. Tôi xin hỏi kỹ sư là nhà tôi có một vườn bưởi, nhưng những cái cây khác mà loạt đầu nó ra thì gặp về cái tháng riêng tháng 2 này ở miền Bắc mình là nó hay bị mưa, hay bị mưa phùn. Thì những thời điểm lúc ý thì cái hoa của những cái cây ra đầu nó đều bị rụng hết. Thì hiện nay bây giờ là còn có một cây này, nhưng cây này thì đó là hoa ba thì chắc là nó cũng kém, làm sao để giữ được cái những cái cây khác của loạt hoa đầu và hoa hai của ngay từ lúc đầu thì những cách nào giữ được? Nguyên nhân rụng là do độ ẩm quá cao. Đấy, độ ẩm quá cao thì nó ảnh hưởng bộ rễ. Bộ rễ là nó sẽ bị ẩm nhiều thì nó thiếu oxy thì không thể hút dinh dưỡng để nuôi hoa. Hoa thiếu dinh dưỡng cũng rụng. Hoa gặp mưa nhiều cũng rụng. Và khi hoa tồn tại đến thời điểm nó đáng lẽ phải tụ phấn đầu tinh, thế nhưng gặp mưa nhiều, hạt phấn bết không để tụ phấn được, không hình thành hợp tử. Đấy, không làm loãng thì đương nhiên là hoa sẽ rụng. Là khi gặp thời tiết mưa ẩm nhiều thì chúng ta phải phòng được cái hiện tượng rụng hoa. Nó vượt qua cái giai đoạn mưa ẩm. Ở đây chúng ta phòng bằng cách nào? Ngoài những biện pháp trên thì chúng ta phải tất nhiên là phải chú ý sâu bệnh rồi, nhưng còn cái quan trọng để nuôi hoa này, chúng ta sẽ tác động những cái dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay mà không có phản ứng phụ, ví dụ như là không phun nhiều nhưng không làm cháy hoa, không làm hỏng phấn hoa, và nó lại có cái độ dai của cúng hoa. Ở đây chúng ta có thể kết hợp giữ dai cúng hoa, và đặc biệt là nó ngăn chặn cái tình trạng thối hoa vì nó được bao bọc một lớp phủ bên ngoài. Đấy là biện pháp duy nhất, chứ còn nếu chúng ta cứ để nguyên thì dựa vào trời thôi. Nếu mà mưa dài kéo dài rụng hết hàng loạt. Để khắc phục tình trạng rụng hoa rụng quả thì ngay từ ban đầu, bà con cần tiến hành các biện pháp đồng bộ như sau. Sau khi thu hoạch, cần ghi chép sản lượng của mỗi cây để có công thức bón phân riêng biệt. Đây chính là bón theo nhu cầu của cây, tránh hiện tượng bón thừa hoặc là thiếu dinh dưỡng. Cần cắt tỉa tạo tán thông thoáng cho vườn cây, sao cho ánh sáng có thể tiếp xúc xuống mỗi cây đạt diện tích lớn nhất, kết hợp với việc quét vôi gốc cây, phòng trừ sâu đục thân. Chọn thời điểm thích hợp để làm hoa, tác động cơ giới sao cho hoa nở rộ vào khoảng thời gian ít gặp mưa nhất. Thông thường vào tháng 11 và 12 âm lịch, cần áp dụng các biện pháp làm hoa như là xiết nước, ngưng bón phân, khoanh vỏ, chặt rễ. Tuy nhiên, để hoa nở đều, chùm to và khỏe, thì cần nuôi cành lộc thu thật tốt từ trước đó vào khoảng tháng 7 và tháng 9. Trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, cần phun chế phẩm sinh học vườn sinh thái qua lá để nuôi hoa, đồng thời phun các loại thuốc trừ sâu, dẹp, nhện, ngăn chặn côn trùng chích hút hoặc là ăn mất mầm hoa. Có thể sử dụng thuốc AKH Super để phòng trừ nấm sức mai, ngay từ ban đầu sẽ không làm thối hoa. Sau khi cánh hoa rụng hết, báo hiệu quá trình thụ phấn tụ tinh kết thúc. Bà con có thể sử dụng chế phẩm vườn sinh thái, phun đều một lượt lên tán lá để giữ cho quả và nuôi quả sau này. Nên phun từ 3 đến 5 đợt, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, có rất nhiều người bà con hỏi rằng là bưởi nó ra, nó hỏng đợt 1, hỏng đợt 2, thì đợt 3, đợt 4, nó vào khoảng độ tháng 2, tháng 3 chẳng hạn, thì chúng ta có nên duy trì tiếp không? Nhưng theo cái kinh nghiệm, cũng là theo cái ý kiến của tôi làm rất nhiều năm về cây có múi thì chúng ta phải cân nhắc. Thực ra năm thứ hai, đợt hoa thứ hai chúng ta để vẫn được. Đấy. Nhưng đây cây này đối với cây này là đợt 3 rồi đây. Từ đợt 3, đợt 4 thì tôi khuyên bà con là không nên để. Bởi vì nếu để thì có hai vấn đề. Một là tới đây nó đậu quả, quả non thì nó gặp thời tiết do nóng do nào. Thời tiết đó thì quả không để phát triển quả non. Thường là rụng trước thời điểm quả phát triển. Và thứ hai là khi để thì nó muộn thời vụ. Yếu cây. Và nó không kịp thời vụ cho năm sau. Vì vậy nếu bà con nào không may mà không điều tiết được hoa đợt 1, đợt 2 thì chúng ta lên đợt 3, đợt 4 chúng ta nên bỏ, cho dù cây có ra hoa tiếp. Nên bỏ để đảm bảo vụ thời vụ sau. Bởi vì nếu có để thì cũng không đạt được chất lượng quả mong muốn. Quả sẽ bị khô. Đấy, và quả thường bị dị dạng, không đồng đều trên cây. Thì đấy là những cái lời khuyên dành cho các bác làm vườn. Và đặc biệt chúng ta phải tuân thủ theo nguyên tắc bón và cân đối, không được thừa, không được thiếu. Và chú ý vấn đề quản lý sâu bệnh, cắt tỉa tạo tán sao cho nó cân đối và nó thoáng cây. Đặc biệt cành tăm nghìn vượt nó rất tạo điều kiện cho sâu đục thân nó gây hại. Và phần cuối năm thì chúng ta có thể quét vôi như cây này,
nước vôi cao lên để hạn chế sự đẻ trứng của sen tóc, là những loại nó sẽ sau này nó sinh ra sâu đục thân. Đấy, thì đấy là những cái biện pháp mà tôi muốn chia sẻ với gia đình nhà bác để các bác làm sao cho thành công. Hy vọng với những chia sẻ của kỹ sư Khải, bà con đã nắm được những biện pháp hạn chế hiện tượng rụng hoa rụng quả trên cây bưởi diễn. Chúc bà con áp dụng thành công. Giai đoạn quả non, kích thước quả bằng hạt đỗ tương, quả cam canh rất dễ bị rụng. Đặc biệt, khi điều kiện thời tiết bất lợi, trời mưa phùn, ẩm độ cao, cây dễ bị bệnh, hiện tượng rụng quả càng dễ xảy ra. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, thì quả non có thể rụng tới 100%. Cái cam canh nếu mất cân bằng dinh dưỡng, có nghĩa là ví dụ thừa yếu tố đa lượng, thiếu vi lượng, đấy, thì là nó sẽ dẫn dễ đến bị hiện tượng là bật lọc vào thời điểm này, này vào tháng 2, tháng 3 âm lịch. Đấy, nhưng rất may ở đây là chúng ta làm dễ tốt nên là nó sẽ hạn chế cái vấn đề lọc. Nếu các bác thừa cái yếu tố đa lượng ví dụ như đạm, lân hoặc kali thì gặp thời tiết này, đấy, nó ẩm, mưa xuống thì ngay lập tức bộ rễ sẽ bị xót rễ. Tức là sau này là phân nó tan nhanh. Và nếu không bị xót rễ thì phân tan nhanh thì nó lại hấp thụ lên bộ lá dẫn đến là bật lọc. Mà khi bật lọc thì chắc là chúng ta không phải nói gì thêm rồi. Các bác đều hiểu là lúc đó cây nó tập trung nuôi lọc, thì nó sẽ chút quả non xuống. Cam canh rụng quả do 3 nguyên nhân chính là do thời tiết, sâu bệnh hại hoặc là do thiếu dinh dưỡng. Thời điểm hiện tại thường có mưa phùn, cây có thể bị sốc do điều kiện môi trường thay đổi đột ngột, làm sinh lý của cây cam thay đổi, dẫn đến rụng quả non. Ngoài ra, bộ rễ cam canh thường ăn nông ở tầng đất từ 10 đến 30cm. Khi gặp trời mưa nhiều, tầng đất bên dưới luôn ở tình trạng ngập nước, đất không thông thoáng, lượng oxy thấp, hoạt động của bộ rễ sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó thì rễ cây dễ bị thối hỏng. Một nguyên nhân khác làm cho cam canh rụng quả non đó là do dinh dưỡng không phù hợp. Ở giai đoạn này, thừa, thiếu hay là mất cân bằng dinh dưỡng đều làm thay đổi sinh lý của cây trồng. Việc cung cấp thừa đạm dẫn đến phát triển lộc và cạnh tranh trực tiếp dinh dưỡng với quả, làm cho chất lượng quả bị giảm sút. Đối với cái này thì chúng ta có thể bổ sung luôn. Ở đây thì bộ ở gốc thì các bác đã bón phân lân rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể bổ sung qua lá để cho nó kịp thời nuôi hoa, nuôi quả con, quả non. Phun qua lá thì cung cấp dinh dưỡng nhanh và kịp thời, nhưng nó có một cái tiềm ẩn là rất dễ bật lọc. Thế nên chúng ta chỉ phun hai lần thời kỳ này, pha rất loãng và phun đều hai mặt lá thì là đủ dinh dưỡng là quả nó sẽ nuôi được, nó nuôi và giữ và phòng trừ sâu bệnh thật tốt. Còn bộ rễ thì các bác đợi xong khoảng độ một tháng nữa thì các bác có thể bón đậu tương nghiền xung quanh. Cái như gốc này khoảng độ 500g đến 700g là hợp lý. Ở giai đoạn cây có quả, bà con thường phun phân bón lá để cây hấp thụ từ từ. Không nên sử dụng các loại phân hóa học có hàm lượng đạm và kali cao. Cây hấp thụ nhanh có thể làm bật lộc. Chọn thời tiết nắng nhẹ, không có mưa. Bà con có thể phun vào buổi sáng sớm hoặc là khoảng 3 đến 4 giờ chiều để phân bón được hấp thụ qua lá hiệu quả. Các loại phân bón lá có thể phun cho cây cam canh như là phân ba lá hoặc là chế phẩm vườn sinh thái. Bà con lưu ý, thời điểm bắt đầu phun là giai đoạn 2 đến 3 tuần sau khi đậu quả. Phun từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Kết hợp với bón phân hữu cơ vi sinh như là bột đậu tương, cho bếp để cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây, tránh bón nhiều làm cho cây phát lộc. Tùy vào độ tuổi của cây, sức của cây để bón với liều lượng phù hợp. Cây 2 năm tuổi có thể bón từ 500 đến 700g bột đậu tương trên một cây. Cây 3 năm tuổi có thể bón từ 800 đến 900g trên một cây. Thời điểm bón đậu tương vào khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 7 âm lịch. Ngoài ra, để hạn chế rụng quả non, bà con có thể sử dụng các loại thuốc làm cho cuống quả dai hơn, như là thuốc kích thích sinh trưởng GA3 với liều lượng vừa đủ. Cái GA3 là con dao hai lưỡi. Các bác dùng nồng độ nhỏ phù hợp thì nó kích thích cuống quả to, nhanh và giữ quả tốt, nó dai cuống, phát triển ngay nhanh. Nhưng các bác dùng liều lượng quá lên thì nó lại sẽ bị chút rụng. Ở đây tôi khuyên cáo là các bác dùng cái GA3 ở liều lượng là từ 80 đến 120 ppm. Ở đây nếu cái gói nó ghi 5.000 ppm thì các bác pha
loãng ra khoảng 40 lần đến 50 lần. Có nghĩa là một gói đó 5 gram đó pha với 40 lít đến 45 lít thì nó đạt được độ thích hợp. Ngoài các yếu tố về thời tiết và kỹ thuật chăm sóc cho cây cam canh, ở giai đoạn từ khi có quả non đến khi thu hoạch, bà con cần chú ý phòng trừ một số bệnh thường gặp như là bệnh vàng lá thối rễ, greening, sâu vẽ bùa. Bà con cần áp dụng các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM, trong đó chăm sóc cho cây cam sinh trưởng khỏe mạnh làm nền tảng.